Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cần bãi bỏ độc quyền vàng để chấm dứt buôn lậu và trên lệch giá so với thế giới. Ngày 7 tháng 4, tác giả Nguyên Diệu Tú Uyên có bài bình luận về tình trạng giá vàng ở Việt Nam đăng trên trang Bloomberg. Bài viết được dịch giả Cù Tuấn biên dịch và đăng trên báo Tiếng Dân ngày 9 tháng 4 với tựa đề Giá vàng tăng vọt ở Việt Nam gây lo ngại về việc buôn lậu. Bài báo tóm tắt trong hai ý chính, nhu cầu về vàng gây thêm áp lực lên các quan chức nhằm chấm dứt độc quyền vàng của nhà nước. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng. Theo tác giả, ổn định thị trường vàng đã trở thành một vấn đề cấp bách đối với Việt Nam khi những kẻ buôn lậu lợi dụng giá vàng nội địa cao hơn. Để buôn lậu kim loại quý này vào Việt Nam dẫn đến biến dạng tỷ giá hỏi đói và làm cho tiền Việt Nam yếu đi, gây tổn hại cho nền kinh tế Việt Nam. Tác giả cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra lệnh cho Ngân hàng Nhà nước tăng cường các biện pháp nhằm xoa dịu thị trường và đây là hình bài trên trang Bloomberg. Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế Giới, nhập khẩu vàng của Việt Nam là 55,5 tấn vào năm 2023 so với 39,8 tấn vào năm 2020. Nhiều người nhận định rằng sự gia tăng nhập khẩu vàng chủ yếu thông qua các kênh bất hợp pháp vì Việt Nam có các quy định nghiêm ngặt về nhập khẩu kim loại này. Vẫn theo tác giả, sự gia tăng buôn lậu vàng được thúc đẩy bởi sự kết hợp của việc thiếu nguồn cung chính thức và nhu cầu dịch chuyển vốn đến nơi an toàn trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn. Dòng chảy này đang gây áp lực lên tiền Việt Nam vì những kẻ buôn lậu cần mua đô la Mỹ ở chợ đen để thanh toán tiền mua vàng. Tác giả dẫn chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, tổng giám đốc toàn cầu, một công ty nghiên cứu tài chính và bất động sản cho biết, nhu cầu đô la Mỹ để thanh toán nhập khẩu vàng đã gây sức ép cho tiền đồng giảm sâu hơn, khiến ngân hàng nhà nước khó kiềm chế lạm phát và tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Tác giả cho hay, sự điên cuồng tương tự cũng được quan sát thấy ở trung quốc nhu cầu từ người mua nội địa trung quốc đã tăng mạnh kể từ năm ngoái do lo ngại về sự phục hồi kinh tế không đồng đều của quốc gia này ngân hàng trung ương trung quốc đã chuyển sang hạn chế nhập khẩu vàng vào năm ngoái để bảo vệ đồng nhân dân tệ khi đồng tiền này suy yếu xuống mức thấp nhất trong nhiều năm và đây là hình vàng miếng stc do nhà nước độc quyền Giá vàng tại Việt Nam là hơn 3.000 đô la cho một lượng vào chiều ngày 5 tháng 4, tương đương khoảng hơn 2.000 đô la cho một ounce. sơ. Tác giả bình luận nhiều thập kỷ chiến tranh, cách mạng và bất ổn kinh tế đã nuôi dưỡng lòng tin vào vàng ở Việt Nam. Tác giả dẫn ý kiến của ông Huỳnh Trùng Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng sự chênh lệch giá vàng trong nước so với giá vàng quốc tế lên tới 15 triệu đồng, tức khoảng 600 đô la Mỹ mỗi lượng, trong những tháng gần đây so với 2 đến 3 triệu đồng khoảng một thập kỷ trước. Sau khi nhà nước độc quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng, Hội đồng tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia tháng trước đã đề xuất chấm dứt sự độc quyền của nhà nước về nhập khẩu vàng và sản xuất vàng miếng. Tác giả nhận xét, những người mua vàng Việt Nam như các nhà sản xuất đồ trang sức từ lâu đã biết cách mua vàng từ các nguồn bất hợp pháp do không có giấy phép nhập khẩu. Theo ông Khánh nếu tình trạng độc quyền không được chấm dứt, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế chắc chắn sẽ tiếp tục tăng và nó sẽ có tác động rất tiêu cực đến tiền đồng và nền kinh tế. Ông Khánh dự báo, khoảng cách giá vàng có thể nới rộng lên 25 đến 30 triệu đồng vào cuối năm nay nếu duy trì thế độc quyền của nhà nước. Việc chấm dứt độc quyền chắc chắn sẽ giảm buôn lậu và có thể giúp chính phủ tăng nguồn thu thuế từ nhập khẩu vàng chính ngạch. Ông Khánh nói Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cần bãi bỏ độc quyền vàng để chấm dứt buôn lậu và chênh lệch giá so với thế giới Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao báo chí Việt Nam và Trung Quốc tường thuật khác nhau về phát biểu của Vương Đình Huệ? Ngày 8 tháng 4, BBC tiếng Việt đặt câu hỏi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nói gì với Bắc Kinh? Do báo chí Việt Nam và Trung Quốc thuật lại phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các chi tiết khác nhau. BBC cho biết, ông Vương Đình Huệ sang thăm Trung Quốc chỉ khoảng nửa tháng sau khi ông Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 3. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa miễn nhiệm chủ tịch nước và bị đánh giá là bất ổn chính trị nên đã trở thành tâm điểm chú ý. Và đây là hình bài trên BBC. Về tường thuật của báo chí Trung Quốc, theo BBC, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc viết tắt CCTV dẫn lời ông Vương Đình Huệ bày tỏ sự tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, hùng mạnh, theo đúng kế hoạch và có những đóng góp quan trọng thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển của thế giới. CCTV cho biết, ông Huệ khẳng định Việt Nam kiên quyết thực hiện chính sách một Trung Quốc, tin rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và kiên quyết phản đối mọi hình thức của các hoạt động ly khai Đài Loan độc lập. CCTV còn dẫn lời ông Huệ rằng vấn đề Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng cũng là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và Trung Quốc chắc chắn sẽ duy trì ổn định và thịnh vượng lâu dài. Trong khi đó, BBC cho hay trong thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam chỉ thuật một câu ngắn gọn rằng ông Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách một Trung Quốc. Và đây là hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Liên quan đến Biển Đông là vấn đề mà giữa Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều xung đột, tranh chấp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước và xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển theo tinh thần kiểm soát và giải quyết bất động tốt hơn. BBC cũng cho hay đây không phải là lần đầu tiên cách truyền thông của nhà nước Trung Quốc và Việt Nam có độ vênh rõ rệt về ngôn ngữ. Báo chí Việt Nam và Trung Quốc đưa tin trong chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình đã nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược để mở ra giai đoạn hợp tác mới, rộng mở cho quan hệ song phương với sáu phương hướng lớn. Việt Nam gọi là sáu hơn còn Trung Quốc gọi là lục cá canh. Đó tức là tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới. Và đây là hình ông Vương Đình Huệ và ông Triệu Lạc Tế. Vẫn theo BBC, trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, Ông Vương Đình Huệ còn đề nghị hai bên nâng tầm kết nối chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối giữa Việt Nam với những chiến lược phát triển lớn của Trung Quốc, kết nối đường sắt, đường bộ cao tốc, đường biển, đường hàng không, thúc đẩy hợp tác tài chính, tiền tệ, chuyển đổi số. BBC tiếp tục cho biết, tại cuộc hội đàm của Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế ông Vương Đình Huệ đã trao đổi về các vấn đề hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, một số vấn đề hợp tác kinh tế hỗ trợ cho doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, đồng thời phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc tại một số dự án hợp tác để nhanh tiến độ triển khai các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam. Ông Triệu Lạc Tế cho rằng, hai bên cần tiếp tục lan tỏa những câu chuyện tích cực về quan hệ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao báo chí Việt Nam và Trung Quốc tường thuật khác nhau về phát biểu của ông Vương Đình Huệ? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.